Xin chào anh em đang xem và theo dõi kênh của Nguyễn Trung Audio. Tiếp theo, test đôi loa toàn giải Jensen C850 thì Nguyễn Trung sẽ test một bản nhạc contrabass. Mời anh em cùng với Nguyễn Trung nghe thử nha. Thank you.
rồi cái video test cho đôi loa Zensense C850 thì Nguyễn Trung xin tạm dừng ở đây. Anh em nào cảm thấy hợp với tai của mình thì vui lòng bóc máy lên và điện thoại cho Nguyễn Trung. Số điện thoại của Nguyễn Trung là 0934 294833 ba. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những cái video tiếp theo.